Xin chào bà con nha, vào sống và làm việc tại Vinhome Center nha bà con. Phường 22 quận Bình Thạnh thành phố. Ở đây là lăng mắt 81 nha, toàn nhà. Này bà con thấy không? Ở đây là có 10.000 căn hộ nha. Có 10.000 căn, mấy cái này là chụp hình nè. Ở ngoài đó là cái công viên á, còn đây là mấy cái tòa nhà người ta ở. Đó, sau lưng bà con là lăng mắt 81. Đó, lăng mắt 81 nè. Bà con thấy không? Tòa nhà 81 tầng đó, tô phở mấy triệu đó là nó nằm ở đây. Đó. Chiều là về vào cho con trai ra đây chơi đó, ra đây uống trà sữa nè, đó uống trà sữa ngon không con? Nãy giờ nó hỏi con rùa đó, có thăm con rùa kìa, kìa con hỏi cô đi, hỏi cô mua rùa mua ở đâu cô ơi, con rùa đó mua ở đâu vậy con? Cái này là bố của bạn mua đó, cô bố của bạn mua đó. Đó, cái khu này là người Việt Nam nè, người châu Âu, người châu Á, người Hàn, người Sinh gì, rồi người Nhật, người Trung Quốc thì sống ở đây rất là nhiều nha bà con. Ở đây là của Vinhome, ở đây có bệnh viện nè, Vinmec, có công viên rất là lớn, có trường học Vincool, siêu thị Vinmec, đi xe VinFast, vào chạy xe VinFast nha. Đó, ở đây mấy bạn trẻ vô đây check in rất là nhiều luôn. Cái hôm nay rất là đẹp, ở đây được rất là nhiều mấy bạn trẻ vào đây. Dạo ở đây rất là thích nha, môi trường ở đây rất là cực kỳ tốt. Ở đây là người rất là yêu quý. Ờ, để đại đây đi con. Hả? Chơi đi. Mấy ngày lễ là ở đây rất là đông nha bà con. Mấy bạn trẻ, những người họ vào đây á, họ chơi, họ tham quan. Ở đây có khu trung tâm thương mại bán rất là lớn nha. Có nhiều cái dòng giống như có những cái sản phẩm, những cái thương hiệu lớn á, Dior, Chanel đồ ở trong đây nè, Lacoste đồ đầy đủ trong đây nha. Ở đây có nhà hàng, khách sạn, quán bar đầy đủ luôn, spa đồ, tất cả lại đây không thiếu gì hết, có hệ sinh thái luôn. Có xe buýt ở trong Vinhome này, là nó có ở quận nhất một cái là Vinhome Ba Son, và Bình Thạnh á, là Vinhome Center, và ở quận 9 á, là Vinhome quận 9 nha. Có, ở đây là có ba cái Vinhome. Một thời gian tới nữa nó sẽ mở một cái Vinhome ở ngoài Bến Lức Long An, hình như là giàu nhớ là như vậy. Ở đây cây xanh rất là nhiều nha, ở đây họ làm mấy cái nước này nè cho nó mát các bà con. Bên họ trồng cây xanh rất là nhiều, họ làm cái gì không biết, họ ưu tiên cây xanh rất là nhiều luôn, cho nên mình đi đâu mình cũng thấy là rất là mát. Ở dưới này là nước thôi nha, ở dưới này là họ múc, dưới này là nước là không phải đất đâu, cho nên cái hơi nước nó bực lên á. Ở đây có quầy thuốc nè, cái tòa nào cũng có cái sảnh rất là lớn nha, cái sảnh rất là lớn. Cái lăng mắt 81 là họ làm ở đây, cái đó là nhà hàng khách sạn ở trên đó, và họ cho thuê, rồi cũng có một số căn hộ ở trên đó, nhưng mà hầu như là cư dân nó ở những cái tòa lân cận thôi, mấy tòa này nè, vào ở cái tòa L5 với tòa L6 đó, chứ không có phải là ở trong cái lăng mắt 81. Lăng mắt 81 là để cho họ làm thương mại, họ mở tòa nhà nè, văn phòng nè, họ kinh doanh nè, buôn bán đó, họ cho những cái thương hiệu lớn gì họ thuê buôn bán, gặp chiếu phim nào đó, căn trực băng nào nằm trong đó hết, nhà hàng nào trong đó hết, khách sạn luôn trong cái tòa lăng mắt 81 nè. Còn mình cư dân là mình ở những cái tòa lân cận, mấy tòa này nè, nó vào ở hai tòa đó với tòa đó. Đó, ở đây là 10.000 người ở đó, có 10.000 căn hộ, có 10.000 hộ khẩu á bà con. Ở quận Bình Thạnh nha, 720A phường 22 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây rất là mát, công viên rất là thích, công viên có một hồ cá rất là to luôn, rất là đẹp. Để bữa nào vào review cho bà con mình xem cái hồ cá nha. À, trẻ con được rất là nhiều người ở đây họ bảo vệ yêu quý, bà con thấy không? Ở đây là vô cái khu này là hầu như là được bảo vệ 24/24, cho nên mình rất là yên tâm, con mình có thoải mái luôn. Đó, cái môi trường học hành ở đây thì cực kỳ tốt. Đó, người già ở đây được cái môi trường để mà họ tập thể dục rất là tuyệt vời luôn. Đó, còn người trẻ thì có được cái môi trường năng động đó, mình tiếp xúc được cái người nước ngoài nè, mấy anh chị thấy mấy người nước ngoài kìa, họ đen như đi súng, cái này người châu Phi á đó. Đó, mình ở đây mình tiếp cận với người nước ngoài rất là nhiều luôn, cho nên rất là tiện đó. Thấy những anh rất là đẹp trai, bằng áo có cái da người da đen á, còn mình là người châu Á mình da vàng con, chứ không phải là người da trắng. Ở đây cũng là một trong những cái nơi mà để cho người ta tới đây tham quan và du lịch đó. Giống như những ngày lễ thì ở đây rất là đông, những bạn trẻ rất là thích đến nơi này á.
ở đây có nhiều, rất là nhiều chỗ check-in ở đây, giống như người ta nói ở đây giống như là một cái Singapore thu nhỏ trước đây vậy đó. Bây giờ thì Việt Nam mình có nhiều khu đẹp hơn nhiều, chứ không phải riêng khu này. Thì bây giờ nó có mở lên nhiều khu, Vinhome bên quận 9 là nó có tới 40.000 căn luôn nha. Vinhome này thì chỉ có 10.000 thôi. Vinhome bên quận 9 là nó 40.000, dự án là 40.000 luôn, gấp 4 lần, nhưng mà nó chưa có hoàn thiện. Trung tâm thương mại cũng chưa có. Ở đây thì trung tâm thương mại nó đã hoạt động rồi. Rất là đẹp. Cái em đâu không biết con kiếm đây. Cái căn hộ ở đây là khi hiện thời bây giờ với so ra mà cái lúc mà mới là nó nhăn lên khoảng x2 á. Ví dụ như trước đây bà con mình mua một căn 2 phòng là 3.5 tỷ, hiện bây giờ lên thành 7 tỷ. Đó, nhân x2. Đó, trước đây mà mua căn 1 phòng 2 tỷ mấy thì bây giờ lên khoảng 5 tỷ, 5 tỷ mấy. Nó là như vậy đó. Bây giờ nhân x2 vậy, nó mới vô hoạt động chừng khoảng cái vài năm nay đó, nhiều chừng khoảng 3-4 năm nay thôi. Nó này hoạt động chắc có khoảng cả năm 2018. Năm 2021 là vào về đây vào sống ở đây. 2020-2021. Vào rất là yêu nơi này nha. Nhưng mà được ở đây được cái là an toàn, an ninh và sạch sẽ, thoải mái lắm. Giống như mình ở đây sống ở đây mình được có quyền con người á. Người ta chăm lo cho mình và mình được tôn trọng và mình được hội nhập á. Nhiều nơi, nhiều dân tộc, người nhiều nước đó. Ở đây rất là thích. Môi trường thể thao thì có, cộng đồng thì rất là yêu thương, cư dân yêu thương nhau lắm, hỗ trợ nhau lắm. Rồi bên cái bên bảo vệ của Vinh á, họ lo cho cư dân rất là nhiều. Giống như học sinh mà buổi sáng đi học qua đường đúng không, là bảo vệ á, phải đứng ra để mà dẫn qua đường từng người vậy đó. Người già ở đây được che chở, mà mình bệnh đúng không, là cấp cứu tới 24/24 luôn, nhanh lắm. Bảo vệ tòa nhà lo cho cư dân rất là tuyệt vời. Mà có cái là chi phí hơi khá là đắt đỏ. Ở đây so với ở ngoài là nó mắc gấp đôi. Ví dụ như ở nhà ở đây thì bà con bỏ ra 1 tỷ thì ở ngoài bà con chỉ bỏ ra 500 triệu con mua được 1 căn thôi. Rồi ăn ở đây cũng vậy. Ví dụ như một món ăn ở đây thì 1 đồng, ra ngoài bà con mua nửa đồng. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nhưng mà mọi tiện ích ở đây thì bà con yên tâm, bà con vô đây ở yên tâm cực kỳ, không có bất cứ vấn đề gì mà lo. Mọi việc ở đây tuyệt vời. Bà con thấy sau lưng vào nữa. Mọi người bà con thấy rất là đông. Rất là đẹp. Từ già tới trẻ, chiều là ta tập thể dục thể thao dữ lắm. Ở đây cầu lông có, tennis có, bóng bàn có, bóng chuyền có, gym có, cờ tướng có, tóm lại không có thiếu bất cứ gì hết trơn. Yoga có, rồi massage, trị liệu gì đầy đủ, không có thiếu bất cứ cái gì hết trơn. Nhà hàng này, nhà hàng rất là lớn, 5 sao trong cái khu này luôn. Toàn bộ có hai di lao rồi, hay là những cái bệnh viện thẩm mỹ mini đây có đầy đủ hết trơn, không có thiếu bất cứ gì. Làm đẹp là không có thiếu bất cứ cái gì. Ăn uống thì món nào cũng có trong đây, từ nhà hàng Á đến nhà hàng Âu luôn. Việt Nam, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc, Pháp, Anh, Nhật có trong đây hết trơn toàn bộ. Đó. Bún phở, hủ tiếu thì từ miền Nam, bún nước lèo cũng có trong đây luôn. Đó, thì bà con hôm nào có vào đây thì về tham quan và trải nghiệm nha. Rồi, xin chào. Okay.